Hương xin chào cô chú, anh chị em. Sao nó tối tối không quay video, sao mà nó xấu xí? Hương không biết sao mà Hương quay video nó không có đẹp như chị Kim quay nha. Sao kỳ vậy Hương không biết, mà không biết chị Kim làm gì. Ngay cả cái màu sắc của Hương quay nó lờ nhờ. Hôm nay trời rất nắng. Hôm bữa mình đi phát thức ăn là trời âm u, mà chị Kim quay sao nó sáng quắc luôn. Hương quay sao nó hôm nay trời nắng, Hương ngồi cũng thấy nó tối thui là sao, Hương không biết nữa. Hay là quay bên này. Ờ, bên này sáng hơn chút xíu mà cũng tối tối à. Mọi ngày á. Hương xin chào cô chú anh chị em. Mọi ngày mọi người xem Hương nấu, rồi có xem Hương đi phát đồ ăn, nhưng mà chưa bao giờ xem dọn dẹp. Hôm nay Hương quay cảnh rửa đồ cho mọi người xem. Rửa quá trời đồ ở trong bếp. Hương rửa từ... rửa xong rồi phải chà bếp nữa, mình nấu cái nó đổ tùm lum nó đen. Rửa dọn dẹp ở trong nhà cả hơn nửa tiếng, Hương nghĩ vậy. Xong xuôi rồi giờ đi ra dọn ngoài đây. Mình đi phát có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 món. Bự thì là bự, thùng đá, rồi thùng đựng đồ, rồi thùng đựng nước, rồi nồi nấu những cái món to to không rửa được trong nhà, Hương để ngoài này Hương rửa. Hôm nay quay cảnh này cho mọi người xem luôn. Xong Hương quay những cái mới mẻ của quán không đồng. Bây giờ hay lắm, hồi xưa mình mới làm thì là mình không biết sao mình nghĩ không ra hay là làm sao đó. Đầu tiên hết là mình bỏ đồ ăn bún này kia vô thùng, xong mình đựng tô đó, mình đến mình bóc, phải không? Mình bóc bún, xong mình bóc thịt, xong mình chan nước, nó lâu là thứ nhất. Thứ hai nữa, nó chật chội, không có chỗ đựng. Thứ ba nữa là mình bóc không có đều. Mình ở nhà mình chia, mình có thời gian, mình chia đều. Lúc bóc người có, người không, người được cái này, người được cái kia, rất lộn xộn. Cho nên bây giờ ở nhà làm chia ra nhưng mà lại không có chỗ đựng, đựng trong cái rổ nhìn nó không có được sạch sẽ, sợ rùi đậu. Xong rồi có lấy cái khăn lông phủ lên nhưng mà vẫn sợ bị rùi đậu. Xong rồi cái là Hương mới là đi mua một cái thùng lớn, cao thì là cao, có nắp đậy đàng hoàng, chỉ là để mình tráng rùi thôi, không cho đường đậu, tại mình bỏ ra tô. Cái xong đó có khán giả nói rằng là bây giờ bỏ bún ra tô trước đi, chứ để cho nó đến nó đỡ mất thì giờ. Cái là cứ nghĩ sao mà được, bỏ bún ra tô không có chỗ để. Xong rồi cái khán giả nó nói có thể được đó, tại mình bỏ bún ra tô thì mình bỏ bớt được cái thùng đựng bún, rồi bỏ được mấy cái tô, coi như có thêm chỗ. Cái làm thử, làm thử thấy cũng được, bỏ ra tô để lên trên cái rổ. Xong nhưng mà lại sợ bị rùi bu, mình có lấy khăn lông mình đợi đậy lên trên, rồi lấy túi ni lông, lấy bịch bự thì là bự bọc cái rổ lại, xong rồi lấy khăn lông phủ lên trên thì cũng ok. Nhưng mà nhìn nó có đẹp, nhìn nó ghê. Xong rồi hôm nay chị Hương nói chị Đức không có vậy, cái chị Đức nói thôi bây giờ đi vô trong tiệm mua cái thùng, thùng cao thì cao có nắp đậy, thì là mình sẽ có nắp để mà mình khỏi bị rùi. Với lại cái thùng cao thì mình chất được lên cao, thay vì cái xe Hương nó lùn như vậy thì mình chất được có 4 tô, để cao nữa sợ nó đổ. Bây giờ mình mua cái thùng cao thì mình chất tô cao lên được tới 10 tô. Cái là Hương với chị Đức đi mua cái thùng đó về đẩy vô. Hương nói cái thùng này, rồi lúc mở cái nắp ra không biết để đâu, chắc giục cái nắp đi rồi lấy khăn lông phủ lên trên. Nhưng mà hôm nay Hương đi Hương quên, Hương chưa làm, Hương đem đi vẫn có cái nắp. Hương mới nhận ra được là bây giờ mình có cái nắp, mình lấy tô xong mình để, mình xếp lên trên cái nắp, giống như mình có một cái mặt bàn để mình làm việc vậy đó. Trời ơi, tiện ơi là tiện. Vậy cái thùng đó 50 tô mà chỉ đựng có nửa thùng thôi, tại mình trồng cao lên như vậy nè, 10 tô một thùng một chồng, là coi như 5 tô mới có nửa thùng thôi, còn một nửa thùng kia mình bỏ vô được. Hồi đó có em Phương, em Paula Phương Lê ở dưới Nam Cali cho Hương cái tiền mua cái giỏ để đựng đồ. Cái giỏ nó mềm mềm cho nên mình nhét nó được vào cái thùng luôn. Cái là nếu mà mình có thịt thà hay gì mình cần giữ ấm thì mình bỏ trong giỏ đó, xong mình cất vào trong thùng luôn. Coi như lúc nào mà mình phát thức ăn là mình lấy một tô bún, rồi mình bỏ mấy cái thịt cũng ở trong nồi, cái mình bỏ lên mặt bàn, vậy là mình có một cái mặt bàn để mình làm việc nữa. Xong rồi có một khán giả khác,
là em Vân ở San Jose. Cho Hương thêm một chiếc xe đỏ nữa, một chiếc xe kéo nữa. Em Vân mua chiếc xe này để chở con đi biển, kéo đồ đi biển. Xong rồi đi được một hai lần gì đó, cái con nó lớn thế nó không chịu đi biển nữa. Thế là bây giờ cho Hương chiếc xe cũ đó. Cái là chiếc mới tinh chứ không phải cũ nha. Cái là bỏ hết những cái thùng nước vô, xong là mình có thêm chỗ để mình đựng đồ, đựng thêm găng tay này kia mọi thứ, với lại nếu có cái gì khán giả cho thì Hương có thể bỏ lên xe kéo đi rồi mình phát luôn. Bây giờ cái nhiều lúc có nhiều người cho Hương bắn hay là cái gì á, cái Hương bỏ lên xe, cái nếu mà nó nhỏ nhỏ thì bỏ lên xe kéo đi phát luôn. Cái này Hương rửa ráy hôm nay là đồ mà Hương nấu cho cái lần làm cái cháo gà hôm chủ nhật mình đi phát phở phở bò rồi phải không. Xong rồi hôm thứ hai là Hương thằng hẹ Andy Huỳnh về thì Hương muốn đi phát cái bánh mà em Hạnh Trần ở bên Oklahoma gửi đó. Xong rồi cái hôm đó lại là thứ hai, Hương biết là người ta không có gì ăn hết á, cho nên Hương nói thôi mua một chút thịt gà rồi về rồi nấu cháo rồi đem đi phát luôn. Hương mua hơi nhiều, Hương mua thịt gà, xong Hương mua giò heo, tại vì cháo nó phải dẻo dẻo nó mới ngon, bỏ giò heo vô nó dẻo nó ngon lắm. Xong rồi mua thêm cái gì nữa nè, là heo với lại mua mua tim gan, tim với lại mề của gà nữa. Hương về Hương nấu một nồi cháo, mình đem đi là 100 cái tô, là hai lốc tô mà về còn có 10 tô là bán hết 90 tô. Trời ơi Hương nấu coi như là hai nồi bự thì bự, bỏ lên xe kéo rồi đi. Vừa phát một mỗi người một tô cháo, mỗi người một cái bánh em Hạnh cho đó. Rồi thằng heo đi đi Nam Cali về nó khiêng một cái bịch bánh gì tùm luôn mương đó, không được để trong nhà này, chỉ với em ăn là thành hai con heo luôn. Thế là bỏ hết lên xe đi phát hết luôn. Bây giờ mình có hai chiếc xe, mai mốt lỡ có cái đồ gì lỉnh kỉnh Hương cũng bỏ lên xe Hương đem đi phát được, có thể một hai cái áo lạnh thì được, nhiều thì cũng được. Rồi bây giờ là Hương sẽ quay cho mọi người xem Hương rửa chén, rửa 10 cái thùng, rửa trong nhà đâu có được, nó chật chỗ nên Hương phải đem ra trước nhà Hương rửa. Rồi rửa chén xong rồi Hương sẽ bỏ đồ lên xe, Hương quay Hương nói cho mọi người biết là cái kiểu mới của Hương á, tại vì hôm bữa là mình đi đi phát đồ ăn không có thời giờ nói, cho nên mọi người không có thấy thay đổi hay lắm á. Chút nữa Hương quay cho xem luôn. Xong rồi hôm nay có thể Hương đi thăm Nguyên. Hôm qua gặp Nguyên nó yếu thiệt là yếu, nó đi không nổi luôn á. Mà trong khi mà trời ơi lần đầu tiên Hương thấy nó như vậy, hôm bữa thấy nó hơi yếu rồi. Hôm bữa mà đi phát phở gà, đi bán phở gà gặp nó ngoài Bắc Kinh là Hương thấy nó hơi yếu, nhưng mà hơi yếu yếu, nhưng mà hôm nay là Hương thấy nó rất yếu, Hương nhìn nó Hương lo lắng luôn vậy đó. Nó đi theo Hương, nó đi ở sau lưng Hương mà Hương không biết nó đi sau lưng Hương, nó không có sức để gọi Hương nữa. Nó thấy Hương đi đằng trước, Hương để xe nó tính tới nó ăn bún mà nó không có sức để gọi nữa, mà nó ráng đi theo mà đi cũng không nổi luôn, nó yếu thiệt là yếu vậy. Xong làm cho nó tô phở xong nó bê không nổi, cái bỏ lên xe đẩy đi cho Nguyên. Xong đi gần gần tới cái Nguyên ra nó ngồi nó ăn, mà Hương thấy nó ăn Hương cũng sợ luôn. Cái nó nói nó ăn xong nó thấy nó khỏe lắm, nó lại sức, nó cho một tô nữa để chiều ăn để Hương làm cho Nguyên rồi. Hương làm cho Nguyên rồi nhưng mà Hương cũng vẫn lo, không biết nó bị cái gì nữa. Một chút nếu mà Hương có thể Hương muốn đi vô gặp nó để coi thử nó bị sao, có muốn đi nhà thương hay không, hoặc là Hương nói nó nên dọn qua bên chỗ tu ly thư viện đó, bên đó rất nhiều người cho đồ, có đồ ăn. Nó yếu bệnh mà nó không có gì ăn cho nên nó đừ, nó bị lả, nó như muốn chết luôn vậy đó. Nếu mà nó muốn dọn qua bên tu ly nó ở, chắc là làm cho nó cái chòi để cho nó chui vô cho ấm, mà Hương không biết tính Nguyên sao, nó ở bên kia chắc nó đói nó chết. Bên chỗ Nguyên là đi qua ngay chỗ bên mà cái lối Hương đi vô chỗ thằng Trung á, cái lối mà mấy cục đá lớn mình đi vô, xong đi sâu 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 rất sâu vào trong nữa mới tới chỗ của Nguyên. Nguyên với anh Hòa Lùn với lại Jeffy với lại Tommy đều ở bên chỗ đó. Nhưng mà xa quá, Hương chưa bao giờ đi vô bên đó. Thì bữa nay Hưng muốn vô thì đâu có ai qua bên đó mà phát thức ăn, không có đâu, không có lối đi vào, phải đi gập ghềnh trèo lên trèo xuống, không có ai vô đó. Có một lối xe vô được, đi một lối khác xe vô được, nhưng mà nó rất rê, mình quẹo một cái mà mình không khéo nó lọt xuống dưới suối luôn, lọt xuống hố như một cái vực rất sâu, cũng không phải rất sâu không thể chết được, nhưng mà cũng rất ghê đó, chắc 5 mét
nó xèo xèo xuống vậy nè đó, cho nên là không có ai mà dám đi. Hương không dám, một lần Huỳnh nó cứ bảo đây nó chở vô, nói không mùa hè còn không dám vô nữa, mùa đông nó trơn trượt trượt ai mà vô, cho nên không có ai phát đồ bên đó hết. Mà Nguyên nó ở bên đó sao nó có gì ăn, và hồi xưa Phượng làm cho nó cái nhà gỗ bên đó cho nên nó rất thích ở bên đó, nó giữ cái nhà của nó. Bây giờ để Hương hỏi nó, nếu nó muốn thì Hương làm cho nó một cái chòi bên tu li tạm tạm thôi, ban ngày nó phải đi qua bên đây nó đợi người ta phát thức ăn rồi nó ăn, nó có cái chòi cho nó nằm nghỉ, rồi buổi chiều thì nó đi về bên kia về cái nhà của nó. Chừng nào ăn no rồi mình xin đủ thức ăn rồi thì mình cầm thêm một phần chiều ăn nữa, cái là mình đi về bên đó được rồi. Nhiều lúc nó qua đây nó không có chỗ nó nằm nó nghỉ đâu đó, cho nên nó không có dám qua, nó mệt đó, nó bị bệnh mà, thế là đói đói không à. Cứ nghĩ là một cái chòi tạm tạm ở gần gần chỗ thư viện để người ta phát thức ăn thì nó biết nó ra nó lấy. Xong rồi trời ơi thấy nó yếu thiệt yếu, mà hôm đó không có thời giờ nói chuyện với nó, Hương không nói được tại hôm đó thằng heo không có ăn sơn thì nó ăn sơn chỉ phụ thôi, cho nên Hương phải làm nhiệm vụ bán bún chan nước, bốc bún bốc thịt bốc xương này kia bỏ vô rồi chan. Ăn sơn chỉ là giúp bỏ cái muỗng rồi bê cho người ta thôi, với lại tương ớt rồi đó, cho nên là Hương đâu có bỏ đó mà đi nói chuyện với nó được. Thấy nó yếu thiệt là yếu vậy ạ. Hôm nay nếu mà Hương có thời giờ xong xuôi đi qua gặp nó coi thử sao, nó yếu lắm. Hôm qua đi nấu cháo nhiều quá bị đổ tùm lum trên ra, phải giặt cái xe rồi giặt tùm lum đổ hết. Hôm nay mọi người coi Hương thường thường đi làm về ngày nào cũng mỗi một lần đi bán bún về cũng có cái phần này dọn dẹp mà chưa người chưa được xem, hôm nay xem không xem để cho Hương câu view nó xem dọn dẹp nha. Rồi dọn. Ở ngoài này cũng có đồ rửa chén nữa đó. Ở ngoài này cũng có đồ rửa chén nữa. Mình không có cái chuyên nên Hương phải đổ vô đây nè để cho mấy cái đồ dơ nó vô đây nó đừng có bị chạy xuống dưới đất. Mình mà có thức ăn ra đó là con chuột con mèo nó sẽ tới, cho nên là về Hương đổ vô trong cái túi cũng đổ đi. Túi của Hương đâu rồi? Ui, chết rồi. Bây giờ Hương phải tráng xong đổ hết mấy đồ cặn này kia ra cái rổ để cho cái thùng sạc, xong Hương phải vô nhà Hương nấu nước nóng ra Hương đổ, tại vì mùa đông mấy cái đồ mỡ nó dính lại rửa khó sạc lắm, Hương phải bỏ hết cho sạc rồi Hương vô Hương lấy nước nóng ra đổ.
Giờ đi lấy xôi nha. Dơ quá. Đổ cháo rồi ra xe tùm lum hết, giờ phải chạy. Không đồng nha.
Hôm bữa mình dùng cái thùng lớn, nước lèo đựng trong cái thùng lớn. Xong có khán giả nói để như vậy hoài thì là nó mở ra mở vô hoài, những người cuối bị nguội nước, phải đựng hai thùng nhỏ, nghe cũng hợp lý. Cái là Hương về đổi ra, giờ thành hai thùng nhỏ, cho nên là mình xài hết thùng này vẫn nóng, tốt lắm. Xong rồi cái là có khán giả nói để ra tô, muốn là để ra tô không được, nó luồn xịt nè, cái thùng, cái xe của Hương nó tới đây thôi, mà cái tô mình bỏ lên tới đây thì nó đâu có được 50 tô, 45 tô. Cho nên làm cũng khó lắm, bỏ cái rổ vô cũng không được, nó cao nghèo nghèo mà ruồi nhặn bu nữa. Thế là đi mua cái thùng này. Cái thùng này nè, nó cao nghèo, nó cao hơn chiếc xe, gấp đôi chiếc xe. Cho nên tô mình đựng được cao lên đến đó gấp đôi. Một chồng như vậy được 10 tô đó. Nè, một chồng được 10 tô, mà Hương đựng 5 chồng nó hết cái nửa này thôi, một nửa thùng thôi. Còn một nửa thùng thì Hương, còn một nửa thùng thì Hương có thể bỏ cái giỏ này vô. Cái giỏ này nó mềm cho nên mình bẻ nó được, cái là mình bỏ nó vô, dẹp dẹp nó vô. Bên này được 5 chồng, bên này để được cái thùng giỏ nó thùng bự như vậy. Thế là một nửa đựng tô nè, bỏ bún vô sẵn rồi, bò thịt vô hết. Còn những cái gì mỡ mà cần bảo quản thì bỏ vô cái giỏ giữ ấm đó. Mà Hương lại có cái mặt bàn nè, mỗi lần Hương lấy tô lên cái là Hương bỏ lên mặt bàn này, cái là chan. Mỗi khi không có cái mặt bàn cứ cầm tay xong lại phải đi đưa họ nguội hết nước. Bây giờ có mặt bàn này tiện lắm, múc ra xong đổ lên đây, trời ơi Hương vui thì thôi á. Đó, một chút ý kiến của khán giả là Hương có về Hương suy nghĩ hết. Khán giả nào nói cái gì nhiều lúc Hương viết lại nữa, Hương chưa có thì giờ Hương nghĩ Hương viết lại, Hương để đó rồi Hương suy nghĩ có làm được hay không. Được cái là Hương làm. Mới có một chiếc xe nữa, chiếc xe này là của em Vân ở San Jose tặng cho Hương này nha. Theo xe này em Vân xài mới có một lần hai lần thôi, hồi xưa không có xe này là Tony lôi cái thùng này nè, khi mà lôi thì phải để nghiêng nghiêng như vậy nè, thì nước nó tràn ra cái khe này, nó chảy ra, cho nên không có dám đựng đầy thùng nước. Đựng nửa thùng mà thì lại phát, nhiều lúc không dám phát đầy ly, phát nửa ly, lưng ly thôi, mà Hương cũng muốn cho họ đầy để họ uống đó. Mà nhiều lúc có thêm đồ gì không có chỗ để. Cái là bây giờ em Vân cho Hương chiếc xe này, cái là bỏ thùng nước lên đây là để thẳng, mình muốn để đầy cũng được, không sợ đổ. Rồi có thêm cái hũng này cũng lớn lắm á, đựng đồ nghề này kia. Nhiều lúc có cái gì, mấy cái bánh kẹo ở nhà Hương không muốn ăn, sợ mập, muốn đem xuống cho ông Huyền với gặp em gái nào cho nó, mà không có chỗ để đem đi luôn. Đồ ăn chó cũng không có chỗ đem đi luôn, chó mèo chịu thua luôn. Bây giờ có chỗ này để được bịch đồ ăn em chó em mèo, rồi có cái gì lĩnh kỉnh Hương bỏ vô nữa. Trời ơi, bây giờ sướng lắm nha, coi cái xe Hương là đẹp không? Rất sạch sẽ, mình đậy nắp lại không có ruồi. Còn mọi khi Hương phủ cái khăn Hương cũng lo lắm, sợ ruồi. Bây giờ đậy lại kỹ lưỡng nè, hai thùng nước nóng nè, cái xe thêm một xe nữa đựng thùng nước cho đầy nè, rồi bên này tha hồ đựng đồ ăn chó, đồ nghề lĩnh kỉnh đó. Trời ơi, mọi sự từ từ nó vô đàng hoàng lắm. Rồi Hương làm để Hương báo cáo cho công bà, cô chú bác, anh chị em biết là bây giờ quán không đồng khá hơn chút xíu, rất là chỉnh tề. Và cũng để cảm ơn em Vân đã tặng chiếc xe. Hôm qua xong Tony nói, trời ơi chị ơi, cái xe này xài không được, nó thấp quá, em kéo nó em phải lùng khùng xuống. Kêu nó, ủa sao kỳ vậy. Thế là hai chị em ngồi mò một hồi mới thấy có cái nút, cái là kéo dài lên là kéo được ngon lành. Ông Tony cũng cao, ông Tony cột điện mà. Thế là bây giờ kéo cao rồi. Rồi, báo cáo cho cô chú anh chị em. Bây giờ Hương phải thay đổi nữa. Rồi Hương xin cắm. Rửa chén xong rồi, không biết hết bao lâu, cả tiếng đồng hồ á. Trời ơi, phải giặt luôn cái miếng xe, tại đổ rồi ăn nhiều lắm. Đúng ra là tuần nào Hương cũng phải dọn xe, hút bụi rồi cho sạch sẽ. Nhiều lúc mệt không có làm, bây giờ phải làm cho xe nó sạch sẽ, chở đồ. Hương xin cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi cái phần dọn dẹp của Hương. Dọn dẹp ngoài này thôi, còn dọn dẹp trong nhà nữa. Trời ơi, cái bếp trà xong biết bao nhiêu nồi niêu son chảo bếp núc, dọn dẹp trong nhà 1 tiếng, ngoài này 1 tiếng nữa. Thôi trong nhà Hương không quay đâu.